Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những tháng cuối cùng của năm 2020 đã sắp qua đi. Thời điểm này sẽ chứng kiến cuộc chạy đua ngoạn mục của những con giáp trong việc tranh thủ những cơ hội tốt trong công việc để nhằm thu được lợi nhuận tối đa về mình. Bước qua tháng 7 âm lịch, ai cũng mong muốn mọi thứ dần tốt đẹp hơn, mọi xui xẻo sẽ qua đi. Vậy tháng 8 âm lịch sắp tới, trong 12 con giáp nào được trời ban nhiều phước lành, con giáp nào vẫn bị vận xui đeo bám? Để tìm hiểu kỹ hơn về tử vi của các con giáp trong tháng 8 âm lịch, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý. Tuổi Tý do ảnh hưởng của tứ hành xung nên nhìn chung cuộc sống của con giáp tháng 8 âm lịch có nhiều việc không như ý. Chủ yếu căng thẳng trong thời gian này đến từ các mối quan hệ. Hầu như bạn và họ không cùng chung tư tưởng nên sẽ bị đối đầu, căng thẳng. Về khía cạnh sự nghiệp, cho dù bạn tham vọng rất nhiều nhưng cũng phải kiên nhẫn thực hiện từng bước. Càng vội vàng thì càng dễ có sai sót. Nhân khi có sao Thiên Đức hỗ trợ cho sự nghiệp hanh thông, thuận lợi, có giáp tuổi Tý nên tận dụng cơ hội tốt như thế này để phát triển sự nghiệp. Chỉ cần bạn chăm chỉ, nỗ lực thì may mắn, tiền bạc mới bắt đầu xuất hiện. Càng khi khó khăn trở ngại thì càng phải giữ cho mình tinh thần lạc quan, cố gắng phát huy hết năng lực của mình, dùng sự lạc quan để đối mặt với mọi thách thức trong đời, rồi sẽ có được mục tiêu mà mình mong muốn. Chuyện tình cảm đôi lứa cũng khiến bản mệnh phải đau đầu suy tính khi mà cả hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, thậm chí có thể lừa dối và phản bội nhau. Thứ hai, tuổi Sửu. Theo tử vi 12 con giáp tháng 8 âm lịch, về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này hiệu quả làm việc không cao do gặp phải nhiều cản trở, có thể là bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ nhiệt tình, còn khách hàng thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Dù là tháng trung thu là dịp để đoàn viên, nhưng không phải con giáp tuổi Sửu nào cũng dành đủ thời gian cho người thân trong gia đình vì bạn quá bận rộn. Việc chồng việc khiến bạn dường như không thể nào thoát ra được khỏi cuồng quay đó. Thậm chí vì thiếu tập trung, luôn trong tâm trạng bất an nên bản mệnh có thể để xảy ra sai sót. Đó là nguyên nhân khiến bạn cuối tháng có thể bị khiển trách, thậm chí là phạt bằng cách cắt lương, cắt thưởng. Trong trường hợp này, bản mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh và thư giãn nhất có thể. Hãy kiên trì thực hiện phương châm lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy giữ vững quan điểm của mình, chỉ nhìn vào mục tiêu mà tiến bước. Tuổi Dần. Con giáp tuổi Dần có nhiều khó khăn, trở ngại, thậm chí có người gây hại. Nhưng đừng quá lo lắng, sao tử vi cát tinh sẽ xuất hiện để trợ lực cho bản mệnh. Thậm chí trong tình huống khó khăn mà bạn vượt qua được còn mang về tài lộc, hỗ trợ bạn cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy bị nhiều người khác can thiệp, khiến cho tình cảm đôi bên phần nào bị ảnh hưởng. Thời điểm này, bản mệnh có việc ra ngoài, tốt nhất nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột, tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào họa huyết quang. Tuổi Mão. Tuổi Mão tháng 8 này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, bản mệnh sẽ có thu nhập tăng tiến bất ngờ, sự nghiệp cũng đang dần hồi sinh, mang về những tin vui nối tiếp nhau. Người làm đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản hay chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt nhìn của mình, tin tưởng và sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang một lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nói chung,
thì dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tài vận của tuổi Mão trong tháng 8 âm đều khá lý tưởng, không phải lo lắng quá nhiều. Trong công việc, bản mệnh cũng gặt hái được không ít thành công, nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Tuổi Thìn. Tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Thìn tháng này công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép. Các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn, lực kiệt, chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên giữ bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Thìn đang trong tình trạng báo động. Cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt. Vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. May mắn là có lục hợp mà bạn tìm được tiếng nói chung với người thân trong gia đình và họ trở thành điểm tựa cho bản mệnh trong giai đoạn khó khăn này. Tuổi Tỵ. Bước sang tháng mới với nhiều dự định nên con giáp tuổi Tỵ trở nên háo hức. Bản mệnh bắt tay thực hiện những kế hoạch đã được lên từ đầu năm. Bất chấp khó khăn, trở ngại, bạn luôn giữ được thái độ lạc quan và sự nhanh nhạy sẵn có. Đa số những người tuổi Tỵ trong tháng trung thu này có được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp, nửa cuối tháng sẽ thấy sự tăng tiến rõ rệt. Về khía cạnh tài chính cũng có phần rực rỡ, nhờ công việc hanh thông nên tài lộc thu về tay cũng tăng tiến, chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Thành tích đạt được trong tháng không tồi, nhờ các mối quan hệ xã giao mà có lượng khách hàng lớn, lợi nhuận thu về cũng tăng lên, được cấp trên công nhận năng lực, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhờ có tam hợp nâng đỡ mà vận trình tình cảm của những cặp đôi mới yêu sẽ hứa hẹn vô cùng tốt đẹp. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người nên hãy giữ chọn từng kỷ niệm đẹp này bên nhau. Tuổi Ngọ. Đường tài lộc của tuổi Ngọ trong tháng 8 này cực kỳ hưng vượng, chuyện tình cảm cũng có những bước chuyển biến tích cực so với tháng trước. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo, tiêu thụ các mặt hàng mới, có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thời gian này không ít khó khăn với những đối thủ nặng ký, thế nhưng khi có thái âm cát tinh trợ lực thì bạn không phải lo lắng. Con giáp này tự tin vào năng lực của mình, cũng tự tin vào chất lượng sản phẩm mà mình đưa ra, chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được thị phần mới. Xét về đường tình duyên, những mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại. Song bản mệnh cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể lụi tàn bất cứ khi nào. Tuổi Mùi. Tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi này vẫn có những bước phát triển tích cực. Tuy nhiên, phương diện tình cảm lại lên xuống bất thường. Trong công việc, có thể bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài thử thách hoặc nội dung công việc mới về tổng thể. Bạn vẫn có thể tự dựa vào khả năng của chính bản thân mình để giải quyết và hoàn thành. Những người làm trong lĩnh vực marketing, tài chính, bất động sản có thể đạt được những thành công đáng kể, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao có lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Ảnh hưởng của thiên huyệt hung tinh nên sức khỏe của bản mệnh không được như ý. Một phần là do tâm bệnh khi bản mệnh thường xuyên lo lắng thái quá trong thời gian này. Tuổi Thân. Theo vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân trong tháng 8 năm 2020 sẽ thêm phần rực rỡ, tốt cho nam mệnh độc thân ngỏ lời với người mà bạn thầm thương trộm nhớ. Trong tháng này, bản mệnh trở nên cực kỳ đào hoa, những người độc thân nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới, thậm chí có nhiều người trực tiếp bày tỏ ý muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh là người đã có đối tượng hoặc người đã lập gia đình, thì đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt. Để có sự nghiệp tốt lên thì tháng này, bản mệnh phải trả giá không ít về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nhiều người gặp các vấn đề khiến bạn cảm thấy yếu sức hay mệt mỏi,
cần phải chú ý nhiều hơn. Tuổi Dậu. Ảnh hưởng của thiên quan nên nhiều việc khó lường có thể xảy ra, đòi hỏi bản mệnh phải đủ bình tĩnh để xử lý từng vấn đề một. Nếu không, bạn sẽ bị rối trong một mớ bòng bong mà không biết việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau. Những việc liên quan đến giấy tờ thường bị làm phiền, nhũng nhiễu, yêu sách, khó hoàn thành xoay trong tháng này. Đối mặt với tiểu nhân thì bạn phải bình tĩnh, đừng cho cơ hội để người ta kiểm soát bạn. Tình hình tài chính có phần khởi sắc, lại không phải chi tiêu quá nhiều nên bạn có thể tiết kiệm được kha khá. Trong khi đó, một số người có thể chi tiêu khá thoải mái theo ý muốn của mình. Vấn đề sức khỏe, con giáp này không mắc phải những căn bệnh khó chữa trị nhưng sẽ bị tổn thương ở bên ngoài. Khi đi đường, cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tránh gặp những sự cố ngoài ý muốn. Tuổi Tuất. Những người này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả tương xứng, nhưng cũng đừng nản lòng. Công việc tưởng rằng đang trong tầm kiểm soát thì bị sai sót do ảnh hưởng của tương hại, đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có dấu hiệu xuống dốc khá rõ ràng. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Tuất cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Mối quan hệ xã giao không thuận lợi, bản mệnh thường phải chịu sự gièm pha, cô lập của đồng nghiệp, khó có thể hòa nhập với mọi người nên dễ phải gánh chịu áp lực tinh thần lớn, làm việc không năng suất được như bình thường. Thế nhưng bù lại thì tình cảm gia đình thêm phần gắn kết, mọi người hiểu và thông cảm cuộc sống cho nhau. Trên phương diện tiền bạc, tuổi Tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu cuộc sống hoặc lễ lạt nên thường không mấy dư dả. Tuổi Hợi. Tử vi tháng 8 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, trình ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Hợi được diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù lúc trước khi thực hiện bản mệnh vẫn còn nhiều khó khăn và sợ hãi, cuối cùng thì bạn cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai đủ xuất sắc sẽ có bước tiến khá vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Tháng 8 có thể thấy bạn phải chịu trách nhiệm nhiều về nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca, thức khuya. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu. Năng nhặt chặt bị, rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào tháng này. Những công việc mà bạn phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Tuy nhiên, trong tháng trung thu này, mọi người được thỏa thích vui chơi thì bạn sẽ lại lo lắng bởi sức khỏe vì đang có dấu hiệu giảm sút. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.